Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Các bạn thân mến, những bản tin thể thao bóng đá quốc tế mới nhất và hấp dẫn nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Và sau đây là những nội dung chính. MU sa thải huấn luyện viên Ten Hag, mạnh dạn chọn Xabi Alonso. Christian Eriksen không hài lòng với những gì đang diễn ra tại MU. Vấn đề của Højlund và hàng công MU. MU sa thải huấn luyện viên Ten Hag, mạnh dạn chọn Xabi Alonso. Huấn luyện viên Erik Ten Hag đang phải chịu áp lực rất lớn bất chấp MU vừa cầm hòa Liverpool không bàn thắng ngay tại Anfield ở vòng 17 ngoại hạng Anh. Tình hình hiện tại ở MU đã chứng kiến huấn luyện viên Ten Hag phải đối mặt với sự giám sát ngày càng lớn do thành tích kém cỏi của Quỷ Đỏ trong mùa giải này. Đội chủ sân Old Trafford đã bị loại khỏi Champions League với vị trí bét bảng vì hiện đang đứng thứ 7 ở ngoại hạng Anh. Gần đây báo chí Anh loan tin rằng huấn luyện viên Graham Potter, cựu thuyền trưởng Chelsea và Brighton, có khả năng sẽ là ứng cử viên tiềm năng thay thế cho huấn luyện viên Ten Hag. Tuy nhiên, huyền thoại Steve McManaman của Liverpool lại có khuyến nghị khác dành cho MU. Steve McManaman cho rằng MU có thể cân nhắc việc chiêu mộ huấn luyện viên Xabi Alonso thay vì huấn luyện viên Potter. Trong một cuộc phỏng vấn với Betfred, huyền thoại Liverpool đặt câu hỏi tại sao MU lại chọn một huấn luyện viên đã không làm việc trong 8 tháng và có một thời gian làm việc không thành công ở Chelsea, ám chỉ huấn luyện viên Potter. Trong khi đó, huấn luyện viên Xabi Alonso hiện đang dẫn dắt Bayer Leverkusen dẫn đầu tại Bundesliga. Steve McManaman nói: "Tại sao MU không chọn một huấn luyện viên vừa vô địch tại giải đấu ở đâu đó? Tại sao MU không chọn Xabi Alonso, người đang đứng đầu Bundesliga cùng với câu lạc bộ Bayer Leverkusen? Tại sao lại chọn một huấn luyện viên đã thất nghiệp 8 tháng và từng thất bại ở Chelsea? Tôi không nói rằng đó là một thất bại đại diện cho Potter. Tôi nghĩ Chelsea đã đối xử tệ bạc với Thomas Tuchel và Potter, nhưng tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Potter có tên trong danh sách rút gọn của MU. Tôi không tin Ten Hag thậm chí sẽ rời MU, nhưng tôi sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu Potter có tên trong danh sách rút gọn. Đây là một trong những công việc áp lực nhất của bóng đá thế giới." Huấn luyện viên Alonso đã nhận được nhiều lời khen ngợi cho những gì ông đã làm được với câu lạc bộ Bayer Leverkusen trong mùa giải này. Cựu tiền vệ của Liverpool đã giúp đội chủ sân Bayer Arena dẫn đầu Bundesliga với 4 điểm nhiều hơn Bayern Munich và lọt vào vòng 1/8 của Europa League. Huấn luyện viên Alonso thậm chí được đồn đoán sẽ kế nhiệm huấn luyện viên Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool một ngày nào đó trong tương lai. Christian Eriksen không hài lòng với những gì đang diễn ra tại MU. Tiền vệ Christian Eriksen mới đây thừa nhận anh rất khó chịu khi không thể ra sân thường xuyên trong màu áo của MU ở mùa giải năm nay. Mùa giải vừa qua, Christian Eriksen chơi tốt trong màu áo của MU. Anh cùng với Casemiro là lựa chọn không thể thay thế nơi tuyến giữa của Quỷ Đỏ. Những đóng góp của cầu thủ sinh năm 1992 giúp Man Đỏ lọt vào top 4 ngoại hạng Anh và vô địch cúp Liên đoàn. Tuy nhiên, mùa giải năm nay, cầu thủ 31 tuổi này không đóng góp đều đặn cho đội chủ sân Old Trafford bởi chấn thương. Anh bỏ lỡ 7 trận đấu kể từ khi dính chấn thương đầu gối trong trận đấu gặp Luton Town hồi tháng 11 tại Old Trafford. Trong một diễn biến mới nhất, Eriksen đã trở lại tập luyện bình thường. Cầu thủ người Đan Mạch được cho là có thể ngồi dự bị trong trận đấu với West Ham ở vòng 18 ngoại hạng Anh. Mới nhất, Christian Eriksen thừa nhận anh rất khó chịu khi không thể ra sân thường xuyên trong màu áo của MU. Anh nói với trang web của MU như sau: "Vâng, tôi hy vọng sẽ trở lại thi đấu càng sớm càng tốt. Như bạn đã nói, đây là phần đầu tiên trong buổi tập luyện cùng toàn đội và tôi cảm thấy rất tốt nên mọi việc diễn ra tốt đẹp. Trong khoảng thời gian vừa qua, tôi đã không thể ra sân thi đấu. Tôi luôn rất khó chịu khi phải theo dõi đội bóng thi đấu từ khán đài và qua màn hình. Khi phải mất nhiều thời gian hơn, bạn mong muốn một chút thì rõ ràng là khó khăn. Tôi rất muốn quay trở lại sớm nhất có thể." Vấn đề của Højlund và hàng công MU. Højlund vẫn chưa thể ghi bàn tại Premier League, nhưng ngoại trừ các pha bỏ lỡ, điều gì đang khiến anh tịt ngòi cho MU? Rasmus Højlund đang là chủ đề sốt dẻo trong các cuộc tranh luận của fan MU, bởi anh ghi bàn rất tốt tại Champions League nhưng vẫn chưa lập công lần nào tại Premier League. Anh được cho là đói bóng, nhưng khi có cơ hội đến thì làm người Đan Mạch lại hay bỏ lỡ. Trong bối cảnh Rashford, Anthony Martial, Anthony và Garnacho không ai có phong độ ghi bàn cao, câu hỏi bây giờ là làm thế nào để MU sử dụng Højlund hiệu quả? Bởi nếu được, thì là mùa trước khoác áo câu lạc bộ Atalanta sẽ gánh đỡ cho Quỷ Đỏ ở mặt trận tấn công thay vì cứ dựa vào những khoảnh khắc lóe sáng của Bruno Fernandes hay Scott McTominay. Vậy chúng ta hãy đi sâu vào phân tích các vấn đề xoay quanh Højlund. Đói bóng, nhưng khi nhận bóng thì ở đâu? Báo chí gọi Højlund là Haaland mới. Nhưng những ai am hiểu chiến thuật bóng đá có thể thấy từ trước khi Højlund đến MU rằng chân sút này chẳng giống Haaland ở điểm gì ngoại trừ cao to và đến từ một nước vùng Baltic. Erling Haaland hoạt động nhiều trong khu vực cấm địa, trong khi Højlund dù ở MU hay ở Atalanta chạm bóng rất nhiều ngoài vòng cấm 16m50. Nhưng Højlund có thực sự là một tiền đạo cắm kiểu cổ điển, sử dụng thể hình để giữ bóng và đưa các đồng đội từ phía sau lên tham gia tấn công? Nếu vậy, anh phải làm được điều gì đó trước đây Ott Upamecano hay Kim Min-jae của Bayern Munich, hay Virgil van Dijk và Ibrahima Konate của Liverpool? Đó đều là những trung vệ trình độ cao, có cả cơ bắp lẫn tốc độ. Nhưng thay vào đó, Højlund lại hiệu quả khi chạy chỗ và hành hành lại trong. Theo Sky Sports, trung bình mỗi trận Højlund 24,4 lần di chuyển vào các khu vực này để chờ bóng.
Cách đá này hoàn toàn khác với Erling Haaland bởi Erling Haaland xuất hiện ngay ở hai cột cầu môn hoặc chính giữa. Tuy nhiên, bản đồ đường truyền mà Hodgson luôn nhận bóng cho thấy số đường truyền vào hai hình lăng trong của các đồng đội cho anh không nhiều, đặc biệt khi Hodgson giả phải. Trong bản đồ đó, Hodgson luôn dễ có bóng khi giả sang nét trái, nhưng đáng chú ý là đa số các đường truyền của MU vào khu vực này lại hay đến từ giữa sân chứ không phải do từ biên truyền vào. Cũng theo bản đồ này, Hodgson luôn có 13 cơ hội dứt điểm đáng chú ý, thì trong đó 4 lần nhận bóng ở hành lang trong bên trái, 2 lần nhận bóng ở bên trái khu chữ D, 1 lần ở bên phải khu chữ D, 4 lần ở khu vực chính giữa vòng cấm và 2 lần ngay trong khu 5m50. Đáng nói là trong 13 pha bóng này, duy nhất một pha bóng xuất phát từ đường truyền bên phía cánh phải. Đá với dàn sao tham sút. Giờ chúng ta đi sang vấn đề kế tiếp, đó là những ai chuyền bóng cho Hodgson luôn. Trong 13 pha bóng cơ hội đó, 4 lần nhận bóng ở hành lang bên trái do Luke Shaw 2 lần, Marcus Rashford và Bruno Fernandes chuyền. 4 lần nhận bóng ở giữa vòng cấm do Luke Shaw, Rashford, Bruno Fernandes và Scott McTominay chuyền. 2 lần check bên trái khu chữ D do Rashford và Harry Maguire chuyền. Lần duy nhất bên phải khu chữ D là do Anthony. Và 2 lần trong khu 5m50 do Rashford và Diogo Dalot chuyền. Ngạc nhiên không? Rashford, người mùa này đã mất phong độ và bị đánh giá là chơi quá ích kỷ, thực ra đã chuyền cho Hodgson khá nhiều lần. Các tiền vệ MU mặc dù trình độ của họ không ở tầm hàng đầu Premier League nhưng cũng rất chăm chỉ làm bóng cho tiền đạo cắm của đội. Địa điểm rơi vào hai cánh, cụ thể hơn chính là các tiền đạo cánh trẻ tuổi. Anthony chuyền cho Hodgson để tạo ra một cơ hội dứt điểm, nhưng bản đồ của tình huống cho thấy pha bóng này Anthony đã cắt vào từ cánh phải trước khi quyết định chuyền ra sau vì đối phương không cho sút, thế nên Hodgson mới có cơ hội nhận bóng. Còn Alexandro Garnacho không đóng góp cơ hội nào cho Hodgson trong 13 lần đó trên. Sky Sports thống kê rằng trong khoảng 5 tiếng rưỡi đồng hồ đá cùng nhau, Anthony chuyền cho Hodgson chỉ có 5 lần. Đó cũng là con số giữa Garnacho với Hodgson, nhưng họ đã đá cùng nhau khoảng 7 giờ. Mặc dù các vị trí khác đôi khi không được nhạy bén trong việc phát triển thời cơ để truyền cho Hodgson, nhưng bản đồ đường truyền và các thống kê đương trên cho thấy họ có truyền cho anh với tần suất đều đặn hơn so với Anthony và Garnacho. Có phải hai cầu thủ này tham sút? Điều đó hoàn toàn đúng. Garnacho đã sút 33 lần nhưng trúng đích chỉ có 6, trong khi Anthony sút 23 lần trúng đích 4. Trong 7 cầu thủ sút nhiều nhất của đội hình MU thì Garnacho và Anthony nổi bật hơn phần còn lại bởi tỷ lệ trúng đích đều dưới 20%, trong khi Bruno Fernandes, Rashford, Scott McTominay, Hodgson và Casemiro đều trên 20%. Từ bỏ bản năng, bỏ lỡ cơ hội là chuyện bình thường của các tiền đạo và cải thiện chất lượng dứt điểm là điều họ phải tự tiến bộ. Nhưng để có cơ hội sút thì họ phải được truyền. Mà điều đó thì Hodgson đã không nhận được từ phía Anthony hay Garnacho, những người sút nhiều hơn tiền đạo cắm miền Đan Mạch nhưng tỷ lệ trúng đích thì cực dở. Và nhất là họ hiếm khi truyền cho anh vào khu vực hành lang trong là khu vực nhận bóng ưa thích của Hodgson. Huấn luyện viên Erik ten Hag có lẽ cũng biết những điều này, nhưng ông có chỉnh sửa được hay không còn phải chờ thời gian. Bởi Garnacho, Anthony và Rashford vẫn đang xử lý tình huống theo bản năng thay vì chơi theo thế mạnh của đồng đội. Khả năng của Hodgson là không tồi, nhưng hàng công của MU phải điều chỉnh lại cách chơi để anh phát huy hiệu quả thay vì các cá nhân chăm chăm đi tìm vinh quang cho bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.